Đà Phật. A Di 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 Đà Phật. Xin mời tất cả chư vị liên hữu đồng tu, chúng ta cùng chắp tay lại để cung kính danh hiệu, niệm danh hiệu Đức Phật Bổn Sư. Chúng ta cùng niệm: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng an tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày Chủ Nhật, chính vào ngày chúng ta tổ chức đại lễ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm để cầu cho quốc thái dân an, Phật tử chúng sanh được thịnh vượng an ổn, và hồi hướng cho các anh linh, chân linh, chiến sĩ trận phong, đồng bào tử nạn, những người đã vượt biên vượt biển và chết ở trong rừng sâu biển cả. Chúng ta cũng là hồi hướng cho tất cả những oan gia trái chủ, những chúng sanh ở chung quanh ngôi đạo tràng này được thừa hưởng cái phước báo của ngôi tự viện này, để mà cùng nhau hướng về chúng ta, cùng nhau tu hành. Nên trong đó chúng ta chân thành tổ chức lễ Tam Thời Hệ Niệm. Hãy dùng tâm chân thành thanh tịnh để hướng về Tam Bảo, cầu Phật gia trì hộ niệm cho năng lực công đức tới để mà phổ biến cho tất cả khổ nạn chúng sanh. Trong đó có bà con thân nhân, có tổ tiên ông bà đã trong quá khứ không có rõ ràng, không có minh bạch, cho nên đã đọa vào ở trong những cảnh khổ. Nên lợi dụng cái phương tiện này, cái hoàn cảnh này để mà chúng ta tổ chức nương theo ngài Trung Phong Thiền Sư, đó là Minh Bổn Pháp Sư, để mà nương theo cái ai lực công đức của ngài hầu hướng về chư Phật chúng ta cầu nguyện. Có cảm thì có ứng, đạo cảm thông bất khả tư nghị. Phật có nguyện lực, chúng ta có tâm chí thành, thì chí thành của chúng ta cảm đến nguyện lực của Phật, cho nên chúng ta tạo thành. Chúng ta không đơn giản nương vào nguyện lực, năng lực của chúng ta, mà chúng ta nương vào nguyện lực, đạo lực của chư Phật, chư Bồ Tát. Ở trong đó các ngài nguyện, nhất là A Di Đà Phật đã nguyện làm sao để cứu độ nhất thiết chúng sanh nhất thời thành Phật, làm sao để độ chúng sanh thành
thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài có nguyện lực như vậy, chúng ta có chí thành như vậy, thì hai bên cảm ứng bất khả tư nghị. Chúng ta dùng cái chân tâm chân thành này để làm pháp hội. Chúng ta dùng cái tâm thanh tịnh để làm pháp hội. Vì ở trong Phật giáo, ở trong tịnh độ, cần nhất là tịnh tâm. Tịnh độ, tịnh tông, và chúng ta giữ tâm thanh tịnh thì công đức, phước báo nó sẽ lên. Nên Phật ở trong kinh này như nói như Bần Đát Bảo là ngã ai nhữ đẳng, khổ tâm hối dụ, thọ giữ kinh pháp, tức trì chư ti, tức phụng hành chi, tôn ti nam nữ, quyến thuộc bằng hộ, chuyển tương giáo ngữ, tự tương ước kiểm, hòa thuận nghĩa lý, hoan lạc từ hiếu, sở tác như phạm, tác tự hối quá, khứ ác tụ thiện, triêu văn tịch cải, phụng trì kinh giới như Bần Đắc Bảo, cải vãng tu lai, sái tâm dị hành. Hôm đó dịch hạnh á, sái tâm dịch hạnh, dịch hạnh tự nhiên cảm giác sở nguyện trước đó là ta thương các ông, cho nên khổ tâm khuyến dụ trao cho kinh pháp này, các ông đều phải nên thọ trì suy nghĩ lấy, đều phải phụng hành tôn ti nam nữ, quyến thuộc bằng hữu, lần lượt dạy bảo nhau, tự phải ức thúc gìn giữ cho nhau, hòa thuận nghĩa lý, hoan lạc từ hiếu, nếu trót phạm lỗi phải liền tự hối lỗi, bỏ ác hướng về điều thiện, sáng nghe chiều đổi, phụng trì kinh giới như kẻ nghèo được của báo, sửa đổi quá khứ, tu hành tương lai, rửa lòng đổi hạnh, tự nhiên cảm giác sở nguyện ắt thỏa. Cho nên Phật tha thiết thương chúng ta mà hướng dẫn dạy dỗ chúng ta. Mình phải nên tin lời Phật đó. Kính ư Phật giả, thị vi đại thiện, tuyệt đạn hồ nghi, không còn nghi ngờ gì. Lời của Phật nói là Ngài xuất hiện ở thế giới này là phương tiện để giúp cho chúng ta. Phật đã thành Phật vô lượng kiếp rồi, nhưng mà vì chúng sanh cảm cho nên Ngài ứng để dạy cho. 3.000 năm qua Ngài đã xuất hiện ở thế gian này và dạy chúng ta, và pháp của Ngài vẫn còn tại thế. Tuy là thời mạt pháp mà chúng ta lại gặp tịnh độ, tuy là Phật đời mạt pháp mà chúng ta tin tưởng, tuy là mạt pháp mà chúng ta chí thành, thì đó đâu phải mạt pháp đâu. Mạt pháp là do những người không tin, không hiểu, không biết, không hành, mà chúng ta chí thành, chí kính, chuyên tinh nó tu hành, thì đó là chánh pháp của chúng ta. Chánh, trợ hay là mạt đều từ tâm ý của chúng ta đó. Chúng ta vãng sanh bất thối thành Phật đâu có phải là mạt pháp đâu. Cho nên tâm chúng ta cải, thấy bỏ ác, sáng nghe chiều đổi. Những cái gì mình thấy không hiểu được sự sai sót, sự sai lầm đó, thì Phật dạy mình nghe, mình giác ngộ, mình hiểu, mình quay đầu lại, quyết định không tọa, không tạo nữa. Và trong đó chúng ta ở đây tu hành thì có bao nhiêu chúng sanh khuất mặt cũng tu hành, và họ tu tinh tấn hơn chúng ta. Vì sao? Họ khổ. Họ quá khổ. Cho nên họ ở trong đó chí thành chí thiết. Nên chúng ta phải cũng là chí tâm chí kính, để không có phụ ân Phật mà cũng không có lỗi với khổ nạn chúng sanh. Dùng cái tâm này, chí thành chí kính này mà cầu Phật gia trì. Oai đức, oai thần của Phật gia trì cho pháp hội được thành công viên mãn.
chúng ta nương vào đó hồi hướng cho tổ tiên, cho ông bà cha mẹ, cho cử huyền thất tổ, cho nội ngoại song thân, cho tất cả những người đã quá cố. Họ đang chờ, đang đợi. Họ làm sao? Mong chúng ta chí thành chí kính. Chúng ta làm thì họ được hưởng được công đức đó. Công đức phúc báo nó chia như là cái ngọn đèn. Một ngọn đèn nhỏ mà có thể chia cho tất cả mọi người. Cho nên công đức của chúng ta hợp với công đức của Phật, mình tỏa đi để cúng dường cho tất cả thập phương chúng sanh. Nên giác ngộ rồi chúng ta y giáo phụng hành. Phụng hành rồi chúng ta đắc được lợi ích. Lợi ích hay không là do chính chúng ta đó. Phật ở trong đó như cái chuông. Chuông kêu hay là êm là tại người gõ. Không có người gõ, chuông đó cũng lặng thinh. Chuông tốt, chuông hay, nó cũng êm, im tiếng. Mà có người gõ khéo léo thì chuông đó sẽ thanh thao, sẽ phát ra âm thanh vi diệu. Phật Pháp cần có người chuyển. Phật Pháp cần có người tu. Phật Pháp cần có người ngộ, cần có người chứng. Đây nó gọi là chuyển pháp luân đó. Chúng ta phải thấy, mà chúng ta không có tâm ở đây thì Phật Pháp ở đó cũng êm re. Đợi khi duyên đủ duyên nó mới phát khởi. Tất cả là do nhờ chúng ta đó. Cho nên chúng ta có tâm, có duyên gặp được Phật Pháp rồi, tinh tấn tu hành, tinh tấn hồi hướng, thì tất cả chúng sanh được hưởng đó. Bao nhiêu khổ nạn chúng sanh, bao nhiêu anh linh chiến sĩ bỏ mình vì tổ quốc, vì quốc gia, trên đường vượt biên vượt biển, tất cả những khổ nạn đó khổ lắm. Từ nửa thế kỷ nay họ lạc vào đó, thật sự là không có làm sao mà để cứu thoát được. Cho nên chúng ta cố gắng nương theo lời dạy của Thánh Hiền, của Phật Bồ Tát mà hồi hướng cho chúng sanh. Nên như mình hiểu được kinh điển, giải rồi, mình giác ngộ rồi, thì chúng sanh cũng được khổ, cũng được tối thắng. Tất cả đều do chính chúng ta đó. Nương vào Phật lực, nguyện lực của Phật, nhưng mà chúng ta vẫn là yếu tố chánh. Chúng ta không làm, họ không hưởng được. Nên cõi người tối thắng, Phật hiện ra ở cõi người này để mà giáo hóa, để mà truyền trao, để chúng sanh chủ động khởi, và tất cả chúng sanh nương vào đó, phụ chánh và trợ nó tương ưng với nhau. Để làm sao chúng ta được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đó là tiêu chuẩn, đó là mục tiêu thứ là tối yếu của chúng ta. Thế Tôn mấy lượt khuyên lơn, chỉ mong đại chúng phụng trì kinh giới. Kinh là lời Phật dạy, giới là quy tắc, quy luật Phật đặt ra để cho hành động, lời nói, việc làm tương ưng với định thanh tịnh trong đó. Nên trong đoạn này, trước hết Phật bảo thọ giữ kinh pháp, là trao cho kinh pháp, khuyên bảo chúng sanh thọ trì, tư duy, phụng hành đúng như pháp. Sau đây Phật lại khuyên phụng trì kinh giới như bần đất bảo, là tuân phụng kinh giới như kẻ nghèo đạt được của báo. Sách Hội Sớ giảng câu, ngã ai nhữ đẳng khổ tâm hối dụ, là ta thương xót các ông khổ tâm khuyến dụ. Phật chúng ta không thấy nhưng Ngài vẫn âm thầm gia trì cho chúng ta đó. Phật Bồ Tát Quan Âm Thế Chí vẫn là gia trì cho chúng ta. Chúng ta không tin Phật, chúng ta phỉ báng Phật, Phật không để tâm. Mà khi nào có duyên vẫn là gia trì đó. Mà không có tâm phân biệt, đứa này tốt,
đứa kia xấu không có. Mà đợi đến khi nào chúng ta phát tâm, chúng ta chí thành, thì Phật lại liền tới gia trì. Như cha mẹ đó, con cái bình đẳng đối xử nhau, mà đứa này thương đứa kia ghét, nhưng mà đến hồi cuối cùng gặp cái duyên gì đó giúp là vẫn giúp, là dạy dỗ vẫn là dạy dỗ. Sách hồi sớ giảng câu, ngã ai nhữ đẳng khổ tâm hối dụ, ta thương xót các ông khổ tâm khuyến dụ. Nói là Ngô Ai là Như Lai, Đại Từ, nhữ đẳng là căn cơ được Đức Phật rủ lòng thương, năm thời giáo hóa dạy cho bộ bán giáo, dạy cho mãn giáo, nên bảo là khổ tâm hối dụ. Ở trong đó năm thời giáo chúng ta biết Hoa Nghiêm, ở trong đó A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã và Pháp Hoa Niết Bàn, năm thời giáo của Như Lai. Ở năm thời giáo đó Ngài nói bán giáo là nói một nửa, chưa nói chân lý, chưa nói thực tế. Mà nói thực tế nó không hiểu, thôi nói tục đế vậy. Biểu bỏ ác làm lành, thiện có những cái đó đều là cảnh giới của thế gian. Đến hồi đó, hiểu rồi, có nền tảng căn bản rồi, Phật mới nói sự thật, chân tướng của sự thật. Đó là mới đầu là bán giáo, về sau Ngài sẽ nói đến mãn giáo, đến thật giáo, nên bảo là khổ tâm hối dụ. Cho nên Phật dùng những phương tiện khổ tâm vì chúng ta, để làm sao cho chúng ta hiểu, tin và y giáo phụng hành, từ từng bậc giáo hóa chúng ta. Ý nói Như Lai Đại Từ thương xót các căn cơ, rác miệng xót lòng, khai thị dạy dỗ, năm thời thuyết pháp nhằm thích ứng với các căn cơ. Giáo pháp có bán là bán tự giáo, hay mãn là mãn tự giáo, nhưng đều là tùy duyên độ thoát, nên mới bảo là khổ tâm hối dụ thọ giữ kinh pháp, là khổ tâm để mà trao cho pháp cho chúng ta. Phật lại dạy rằng đối với những người, những kinh pháp đã được nghe như thế, đều phải trì tư, là thọ trì và suy nghĩ, phụng hành, chuyên tương giáo ngữ, lần lượt dạy bảo nhau. Phụng là tín kinh, là tin kính, là vừa đó tin mà vừa cung kính trong đó. Nhân đó, hành là tu hành, đó là tự lợi đối với các thân thủ liền chuyển tương giáo ngữ, là chính là lợi tha. Chuyển tương là trao truyền để những lời dạy này cho tất cả chúng sanh, chính là lợi tha. Nếu chẳng thuyết pháp độ sanh thì chẳng thể nào báo nổi Phật ăn. Chúng ta ở đây đó, mình phải thuyết pháp độ sanh, thuyết pháp bằng hành động, bằng lời nói, bằng việc làm. Ở trong thuyết pháp, bằng tự thân của mình biểu diễn thì để thuyết pháp hay nhất. Chúng sanh nghe rồi tin, ồ, cái bà này bà không có trí tuệ, bà thường mà bà niệm Phật vãng sanh. Cho nên mình đâu có lý nào, đâu có lý nào mà dở hơn bà nè. Cho nên nó rốt ráo mà tu hành. Càng dở, càng ngu thì công đức càng lớn đó. Còn càng giỏi, càng hay, công đức chưa có hay đâu. Cái điều này phải hiểu đó. Ở trong kinh đó, trong kinh Địa Tạng chúng ta thấy. Có thấy không? Đọc rồi, thấy không? Không thấy, có đọc thì đọc, mà thấy họ không thấy. Tại vì con giỏi quá đi. Chúng ta thấy đó, Phật dạy cho Mục Kiền Liên là đại đệ tử thần thông đệ nhất của Phật. Cứu mẹ bằng cách nào? Phải cúng dường trai tăng 1000 vị tăng, thiên trai cúng. Cái này mà cỡ mà tàn tàn cúng không nổi đó. Không phải cúng trai đâu, mà cúng bao lì xì đó. Mà lấy 1000 bao lì xì, mỗi bao đó 10 đồng, cũng là 10.000 đó.
Thấy không? Mà nó phải cộm cộm thì các tăng mới vui. À, chẳng đỡ mà cúng cúng sơ sài quá, không có đủ lòng thành. Cho nên dạy cho Đại Mục Kiền Liên cúng. Đợi các ngài tu trong 3 tháng hạ xong rồi đó, năng lực công đức thanh tịnh có rồi, đem cúng cái này là quý vị hốt hết đó. Bao nhiêu công đức người ta tu rồi 3 tháng, chứ bị cúng tha thiết, cung kính, bình đẳng cúng dường là quý vị hốt được đó. Là hốt bạc. À, cho nên dạy cho Đại Mục Kiền Liên cúng dường. Để mà cứu mẹ ra khỏi ngạ quỷ. Đưa chén cơm cúng dường lên cho mẹ. Cơm đó bị bả tham quá. Cơm nóng biến thành than hồng. Vừa cầm mà vừa che, vừa đậy. Mà không biết cho ra cho chúng sanh. Cho nên tham nó tham. Nó biến thành lửa địa ngục. Cho nên Đức Mục Kiền Liên về khóc với Phật. Trời ơi, thê thảm quá, thê thảm quá. Làm sao Thế Tôn? Thế Tôn nói, ông đợi cho ngạ mãn đó, trong đó 3 tháng hạ mãn chúng sanh thanh tịnh, các thầy thanh tịnh hoan hỷ đi đến cúng dường. Đó là dạy cho Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất cúng dường trai tăng, thiên trai chúng, là cúng 1.000 vị bình đẳng như nhau. Đó là cái đó công đức đó. Những đại gia làm cái đó, còn mình tiểu gia làm cái gì? Dạy cho dạy cho cô Bà La Môn Nữ. Con đi mau cúng dường, mau đi về nhà chuyên tâm niệm Phật. Niệm Phật lại khỏi tốn tiền, kiếm ly nước thôi, ngồi đó mà niệm. Cho nên niệm một ngày một đêm, tự nhiên thấy được cảnh địa ngục, hiện vào cảnh địa ngục, khỏi cần cúng dường trai tăng gì đó. Tự nhiên cúng một cái thì đến thấy được cái quỷ vô độc, là nhân giả là Bồ Tát đó. Bồ Tát tới đây làm chi vậy? Chỗ này là địa ngục mà. Rồi Bồ là ngài Bà La Môn Nữ đó mới nói, có địa ngục không? Có chứ, trước mắt cô là địa ngục đó. Mà địa ngục đó chỉ có 2 loại người, 3 loại. Thứ nhất là tội nhân bị đọa trong đó phải vô. Thứ nhì là chúng tôi, là quỷ sứ phải coi tụi nó. Thứ ba là Bồ Tát tới cứu độ. Vậy đó, ngài không phải là tội nhân, ăn mặc chỉnh tề. Ngài cũng không phải là quỷ sứ, vì ngài không có nanh. Còn cái tụi tôi đứa nào cũng có nanh hết. Cho nên vậy nhân giả tới đây làm gì? Cho nên nhìn một cái biết Bồ Tát rồi. Ta tới đây để tìm mẹ. Mẹ ngươi ngài hành nghiệp như thế nào? Ngày mẹ của ngài bị tội gì? Mẹ con không có làm tội gì hết, chỉ kết có cái tội ăn cá và chửi bậy thôi. Chỉ có 2 cái tội này, ăn cá nào là nướng, nào là chiên, nào là muối, nào là ruốc. Trời ơi, bà ăn cả vạn con vậy đó. Vậy hả? Tên gì? Duyệt Đế Lợi, dòng Bà La Môn. Ta nghe hình như con gã tu, cho nên cảm cái công đức, cho nên bả đi mà kéo hết tội nhân ở trong cái ngục đó đi hết trơn. Cho nên cái ngục của tôi bây giờ trống rỗng à. Bả đi, bả đã kéo hết đi đó. Công đức Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất chỉ cứu được mẹ ra khỏi ngạ quỷ. Còn tiểu thơ đài cát như vậy, vậy lại cứu được cả đám. Không phải mẹ ở trong địa ngục, không phải riêng mẹ, mà cả đám luôn đó. Cho nên đó, cái này tượng trưng đó là đại hiếu. Đại hiếu Mục Kiền Liên. Đại hiếu ngài Bồ Tát Địa Tạng. Tượng trưng cho đại hiếu. Chúng ta thấy từ đó muốn trả hiếu, muốn báo hiếu,
ráng mà vãng sanh đi. Không vãng sanh được là bất hiếu đó. Cho nên cứ làm cái gì á, đem dâng cơm cho người thân, rồi cúng dường trong đó, nhưng mà không bằng dạy cho họ niệm Phật, hay là tự mình niệm Phật để cảm ứng ân đức của Phật trao cho. Giờ chịu không? Chịu đi. Người ta đang đợi đó. Bà con của mình chứ ai đâu mà sợ, đâu mà lạ đâu. Cho nên từ đây bỏ tâm xuống cái vị thấy. Kinh nói vậy đó mà không hiểu ý nghĩa, đem Vu Lan Bồn ra mà nói, không biết là Địa Tạng bổn nguyện công đức tối thắng vi diệu như vậy. Giờ chúng ta tin rồi, ráng nha. Ở phía Nam có cái nơi cất một cái chòi để thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát ở đó. Phía Nam là gì? Ở nhà con chật quá làm sao có phía đâu nữa. Con ở, nó có cái condo à. Trước, nó cũng nó có cục ngủ. Ở sau, vác, nó giáp dách đó với người ta. Làm sao thờ thầy. Phía Nam nghĩa là trí tuệ chứ không phải như phía Nam. Phía Nam tượng trưng cho trí tuệ. Cho nên quý vị có trí tuệ thờ Đức đó, Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cảm ứng bất khả tư nghị. Phật không có nói sao Ngài chấp quá vậy. Nhà con nó xây như vậy đó, Đông Tây Nam Bắc, người ta xây hướng Tây. Bây giờ Ngài Bắc đào ở hướng Nam. Hướng Nam là cái cửa trước của con Sam Đạo. Cho nên nó không hiểu ý nghĩa. Mà Nam nghĩa là trí tuệ đó. Cho nên chúng ta thấy mới đầu là Đông Phương là bắt đầu. Đông Phương có A Xuất Bệ Phật là kiên quyết, là dũng mãnh không thay đổi, bất động Phật. Từ đó tu cái gì? Pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Ba vị lấy cái gì mà tu? Mà chúng ta thấy Diệu Âm Như Lai là dùng cái danh hiệu của Phật mà tu. Niệm Phật danh hiệu. Cho nên đó, Nam Phương, quý vị thấy rõ ràng không? Nam Phương rồi. Nam Phương xong tu cái gì? Tu Na à, Đông Phương xong là khởi đầu là Đông Cung Thái Tử, là Thái Tử sẽ lên làm vua. Ổng sẽ ở Đông Cung. Một hoàng tử khác thì ở phía nào kệ đó. Mà ở Đông Cung chỉ có một ông thôi. Thái Tử đó sẽ tiếp nhận cái ngai vàng để lên làm vua. Cho nên được huấn luyện dạy dỗ kỹ lưỡng hơn các hoàng tử khác. À, mình vô Đông Phương về làm Thái Tử của Phật A Di Đà sướng không? Vỗ tay đi. Tôi nói thiệt đó, đi vòng không là mà nó vô về một cái là đệ tử thứ nhất của ta. Ở trong đó là chư Phật đều tán thán cung kính ca ngợi. Ngon đó. Tự nhiên ở đây nghèo xớt xa, về đó làm Thái Tử. Không kể nam nữ, vì ở Tây Phương là bình đẳng như nhau. Không có nam nữ, chỉ có toàn là nam. Thân tướng đại trượng phu thôi. Phật có nguyện mà, nước ta không có nữ đâu. Cũng vậy thì con nữ con tu làm sao? Không phải đâu, về tự nhiên đổi, tự nhiên lên hoa sen, đổi nữ thành thân tướng đại trượng phu. Nữ phiền không vậy? Phiền, phiền lắm, tình cảm lôi thôi nhiều cái lắm. Nó đủ chuyện, đủ trò hết đó. Không biểu cái bà Tây bà hỏi trời ơi sao không bình đẳng, tại sao nữ tử nó vậy. Tôi biểu bà, con gái bà đó 15 tuổi là có chuyện rồi phải không? Đúng ha, con trai đó 20 tuổi chưa có chuyện, con gái mười mấy tuổi có chuyện rồi đó. Phiền không à? Đau bụng quá, đang đi chơi đau bụng. Sao vậy? Đau bụng quá. Con gái nó mười mấy tuổi là bị đau bụng à? Nó đang đi chơi, ngồi xuống đau bụng quá, ôm bụng. Vì sao vậy? Dạ có. Còn con trai đi chơi thì chơi đâu có sao đâu.
gỡ mười mấy tuổi, hai chục tuổi cũng đi đa bành, đâu có sao đâu. Con gái đâu có được đâu. Quý vị thấy khổ chưa? Từ đó mà nó bắt đầu đến 50 tuổi nó mới hết đó. Nhiều đó cũng đủ, đủ là khổ rồi. Khổ không? Khổ. Cho nên đó là cái khổ đó mình phải, nữ phải chịu. Cho nên Phật nói, mà tất cả tôn giáo cũng vậy, là nữ phải đứng đằng sau. Ở bên đó, mấy đứa trùm mặt đó, nữ cũng không cho vô, vô đền thờ của họ luôn đó. Nó đứng sau đó. Không có dễ đâu, con trai đó, nó ở trên, ngon lành. Thấy không? Làm trai sướng hơn đó. Không phải tôi binh con trai, tôi con trai binh trai đâu, mà sự thật như vậy đó. Nhưng mà thấy không? Mình nó chịu hết, giết cá của mình, giết gà của mình, ăn là ổng. Ổng ăn, mình giết, chơi đẹp vậy đó. Ổng muốn ăn cái gì thì là mình đó, phụng sự sư trưởng, phụng sự chồng con. Nó tiêu. Còn mình lại ra tay cho tụi bé chết, tại vì mà ổng ăn đó, tụi bé chết. Ổng mà đừng có ăn thì tụi bay đỡ. Bây giờ ổng biết đi tu là tụi bay đỡ lắm đó. Mà không có ổng đòi ăn là tao phải làm đó. Dám không làm không? Ai dám không làm? Ôi, ở đó mà dám không làm, vậy này là ổng ăn đó. Cho nên đó, ổng hưởng mà mình chịu. Thấy chưa? Rồi bây giờ đó Phật nói, thôi con về Tây Phương Cực Lạc đi. Chuyển thân á, nữ thành thân nam. Nhiêu đây cũng đủ ăn rồi đó. Đủ ăn mà ở trong đó thế này, khổ mình nhận mà sướng ổng hưởng. Còn bây giờ mình ráng tu, ráng tu đó, tự nhiên á, nữ đi hết, ổng ở lại một mình. Ổng buồn quá cũng là xách đó, dép đi theo. Đi á, mang giày không kịp thì phải xách dép đi theo chứ. Bà đi từ mấy năm rồi. Cho nên bây giờ mình đuổi không kịp. Cho nên ở đó đa số không? Nhìn lại coi, đạo tràng nào cũng vậy. Nữ chiếm đa số đó. Mà nói mình lên đó toàn là nam không, tưởng biết đâu phải, nữ tu nhiều. Chuyện đó Phật phải dùng 100 kiếp sau khi thành Phật để tu hành, để đạt phước báo công đức, chuyển thân tướng đẹp trai, đẹp đẽ để độ chúng sanh. Phật mà xấu trai quá tụi nó không thích. Tụi nó không thích. Trời ơi, sao mà tóc gì đâu mà bạc hết trơn vậy? Sao mà ở mặt nhăn? Thôi thôi, không thèm đâu. Mà nó phải, Phật phải ấy là tóc phải xoắn lên cho nó đẹp. Như con gái mà uống tóc gì đó, Phật tóc không, xoắn là bên phải cái hướng đó. Cho nên Phật đó, tất cả hình tướng của Phật giáo đều từ bên phải. Đốt nhang cũng từ, nó cháy từ bên trái qua bên phải. Đi kinh hành cũng là đi theo phải, không có đi ngược lại. Mà quay mạng Đà La của Mật Tông cũng phải là quay bên phải. Đó là cái chiều mà quả đất quay, phải thuận theo nó. Mà đi ngược lại nó đụng ráng chịu đó. Nhớ nha, mình mà đi kinh hành đi ngược lại đụng nhau là chết đó. Cùng mình phải thuận, trái đất nó quay cái này nè, từ đông qua tây, mình cũng phải đi theo cái chiều đó thì nó thuận. Ngủ cũng vậy nữa, ngủ mà đưa cái mặt hứng lấy từ trường là sáng ra xiển hiển. Cho nên phải lấy cái lưng hứng, nó đỡ hơn lấy cái mặt hứng. Quý vị ở trong nước nó đang chảy tới đưa cái mặt hứng à? Ai ngu vậy đó? Mình ngu thì có đó, ngủ hướng nào cũng kệ nó, không có kệ đâu. Cho nên Phật nói ngủ theo cái thế kiết tường đó. Thấy không? Phật phải nằm xuống, đầu ở hướng Bắc, chân hướng Nam, rồi mặt ngó về hướng Tây, hướng Đông gì tôi không biết. Cứ vì cứ như vậy đó, nằm như vậy thì đã đúng kiểu. Thế cái niết bàn.
chúng ta không bị ảnh hưởng của từ trường của trái đất. Trái đất nó quay phát ra từ trường rất mạnh. Phải không? Bây giờ hiểu rồi. Thì ra như vậy, con không biết chứ. Phật thông minh thật đó. Càng khoa học tới đâu thì Phật cũng càng thông minh tới đó đó. Cho nên ráng mà học Phật đi, sẽ thấu hiểu là lời của Phật nói nó vượt thời gian, vượt không gian. Cho nên Phật dạy chúng ta những cái chiêu này, chúng ta y giáo phụng hành là mình được lợi mà chúng sanh cũng được lợi. Bà con, cô bác, họ hàng, thân thiết thì đang chờ chúng ta đó. Người ta đang có mặt đó, đang hiện diện ở trong đạo tràng này để mà cùng chúng ta tu hành. Đó, con cháu ngoan, chích ngoan, người ta đợi bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ có đứa cháu ngoan, nó phát tâm làm tam thời, nó phát tâm ở trong đó tu hành, cho nên nó ta được giải thoát. Hay quá. Cho nên chúng ta thấy phải dùng tâm chí thành cung kính mà. Bây giờ mình ai đó có chân thành, ai có chí kính là người đó đắc lực. Không kể nam hay nữ, nể nam hay nữ là phàm phu. Cho nên tâm mình bình đẳng coi mọi người như nhau. Ở trong bình đẳng nó có sự sai biệt, nam nữ rõ ràng, trai gái rồi lớn nhỏ đều rõ ràng. Mình phải theo cái thứ tự đó. Cho nên đó, ngũ luân, ngũ thường ở trong đó phải giữ vững. Để cho đó nó, chứ không có người tu hành nam nữ không có rõ ràng. Cái gì mà lộn xộn quá gì, lớn nữa, lớn nhỏ không có tôn ti trật tự. Tất cả đều tôn ti trật tự. Mà giữ tâm vẫn bình tĩnh, vẫn coi tất cả chúng sanh có tâm Phật ở đó. Đó là thái độ của người tu hành. Và nhất là những người tu tịnh độ, khiêm cung, hòa nhã, hoan hỷ vui vẻ. Vì sao? Đối với mọi người là lễ kính chư Phật. Đối với mọi người xưng tán Như Lai. Vì chính họ là Phật, là Như Lai. Bây giờ mê cho nên mất cái tự tánh đó. Bây giờ nó, chúng nó thấy họ ngộ thì trở thành Phật. Như Lục Tổ Huệ Năng đó, cái tướng mạo của Ngài là thô kịch, là hà, vậy mà Ngài chuyển cái là thành Phật đó, thành Tổ đó. Cho nên là thấy được tánh, ngộ được chân tâm thì biến thành Phật. Chúng ta về Tây Phương thấy Phật A-di-đà, đó, sợ gì không giác ngộ. Cho nên nhớ nha, hãy bình đẳng. Người nào tinh tấn, tha thiết tu hành thì phải cung kính tôn trọng. Mà không phải cung kính tôn trọng, mà tất cả chúng sanh chúng ta phải cung kính. Lời dạy của Phổ Hiền Bồ Tát rõ ràng. Chúng chư Phật, tất cả chúng sanh là chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Mà nhất là Phật vị lai là tất cả chúng sanh hiện diện. Chúng ta gặp tất cả chúng sanh, đó là chư Phật, chư Bồ Tát. Chúng ta thấy kiến trùng tất cả, chúng cũng có tánh Phật. Chim hót trong đó tất cả đều có tánh Phật. Nên đó, một cái tâm cung kính, tha thiết phát hiện. Đó là cái đức tánh của chúng ta đó xuất hiện. Cho nên phải tin tưởng điều này. Giờ chúng ta hiểu được cái đó rồi. Mình tôn trọng, mình tha thiết y giáo phụng hành. Niệm Phật phải mấy cái tâm cung kính phát ra. Tại sao? Vì ân đức của Phật đối với chúng ta quá lớn. Nên cho nên khi mình tri ân rồi mới biết báo ân. Mà không hiểu được nguyện lực, công đức, ân đức của Phật trao cho mình thì không tri thì không báo được. Báo là tạm thời, là ở trong đó theo tri thức không, chứ không phải chân tâm chí thành báo. Khi nào hiểu, khi nào thấu rồi thì lúc đó mới là báo ân viên mãn. Bởi vậy chúng ta cần phải nghe Pháp, cần hiểu những đạo lý này thì mới thấy được cái ân đức của Phật đối với chúng ta vô bờ vô bến. Từ đó cái tâm của chúng ta phải phát ở là
con phải làm cái gì để báo ân Phật, con phải làm cố gắng thành tựu để cho không uổng cái ân đức của Ngài đã gia trì cho con. Cho nên Phật nói ta thật sự thương các người quá, ta thương xót các ông đó. Cho nên khổ tâm khuyên dụ, trao cho kinh pháp, trao cho lời dạy để có ông có thể thành công. Mấy ông phải nên thọ trì, suy nghĩ lấy, đều phải phụng hành tôn ti nam nữ. Tôn ti trật tự, tôn là cao, ti là thấp. Tôn là sang, ti là hèn. Là những người sang hèn, cao thấp gì cũng nam nữ đều phải thọ trì, đều phải y giáo phụng hành. Chúng ta ra ở đây, ở thế giới này làm người là khó. Làm người khó chỗ nào? Nó không khổ mà nó cũng không vui. Nó không vui như thiên đường mà nó không vừa, nó khổ như tam ác đạo. Cho nên nó vừa vừa, giàu quá cũng không giàu quá, mà nghèo quá cũng không nghèo quá. Cái phương tiện đó nó có thể tu hành. Ở trên trời khó mà tu hành vì tiệc quá nhiều. Tiệc bàn đào, tiệc với ông tiên, bà tiên quá nhiều, cho nên nó không có thời giờ để tu. Cho nên Phật nói thôi, ở cõi người nó có khổ, nó có vui, nó chịu nghe, nó chịu làm. Còn ở trên trời nó đi chơi không à. Nó đi chơi không à, đừng có ham lên trời. Lên tiên cũng chết nữa. Mà dọn bàn á, mà trong đó sai lầm cái bà tiên mới giận dữ, trời ơi bàn á, cái ly nó mẻ mà đem ra cho mà trời uống kìa, bà đá một cái xuống, văng xuống hạ giới, làm tiên mắc đọa, gặp anh rồi say sẩm, mê mân rỡ luôn, nàng tiên giáng trần đó, có bài hát đó. Trong đó là gặp rồi, trong đó là mê mẩn quá, thôi khỏi về trời, ở chung với anh sướng hơn. Anh nó già rồi, chăm sóc tới nơi luôn. Cho nên khổ lắm, nó không có ngon gì đâu. Đừng có ham làm tiên nha. Làm tiên đó là bị bà tiên đó, bà sai đó. Tiên bà sai, tiên cô thì chạy theo, phải không? Là tưởng là ngon lắm, không sao về để làm hầu bàn nữa. Tưởng là ngon về hầu bàn nữa. Đẹp thì đẹp thiệt, nhưng mà hầu bàn cho người ta đó. Sự thật còn ở bên Tây Phương đó là đi cúng dường, đi thính pháp, đi nghe kinh, hoan hỷ vui vẻ. Không ai mà không hoan hỷ. Ráng đi. Kệ nó, mình thấy cái đời này đi. Cái đời này nó thấy không thèm cái đời này, đem cái đời này đem cúng dường cho Phật chư Bồ Tát, dùng phương tiện để mà cứu độ chúng sanh, để mà truyền giao cái pháp này, để mà chúng sanh tin tưởng cái pháp này. Đó là công đức vô lượng đó. Công đức của Phật đó, nó làm tu năm kiếp, 1000 ức năm đó, nghiên cứu. Chúng ta tu có mấy năm đâu có bằng đâu. Nhưng mà nương vào nguyện lực công đức của Phật để công đức của mình, trí tuệ cũng tương đương với Phật không khác. Bởi vậy cho mới mới cảm 25 vị Đại Bồ Tát tới đây gia trì chúng ta đó. Cái vị có trả tiền sao? Trả tiền các ngài cũng không tới nữa. Ngài đâu có cần tiền đâu. Vậy mà niệm Phật tha thiết, tự nhiên ngày đêm khi đứng, khi ngồi, khi ăn, khi ngủ, tất cả ngài đều gia trì 25 Đại Bồ Tát. Ngõ nghĩa là ở trong đó cao thủ đại nội, chứ không phải cao thủ thường. Cao thủ tại trong cung đại nội tới xuống đây để mà bảo hộ chúng ta. Lãnh đạo 25 vị đó là hóa thân của Quan Thế Âm, hóa thân của Đại Thế Chí. Sướng không? Sướng. Vậy á, mọi gì? Ủa sao không thấy ông nào? Cho quý vị thấy à? Để quý vị làm le à? Chết nữa. Không phải đâu. Cho nên có ngày âm thầm tưởng là ủa sao? Trời ơi sao tôi thấy tôi thoát nạn, nó may, nó hay quá là.
sao mà nó màu nhiệm quá. Tôi thấy cái xe vậy đó mà sao mà nó lách lách sao mà nó không đụng tôi mà nó hay như vậy đó. Phật Bồ Tát nhấc cái xe lên, rồi cái xe đò đi qua để xuống rồi an toàn đó con. Cho nên âm thầm gia hộ, tự nhiên đó Phật nhấc cái tảng đá lên cũng được nữa. Quý vị thấy không? Ở tại núi Cấm Việt Nam đó, mấy ông thần đó, ổng chọi một viên đá mà cái xe phe nát bấy đó. Từ ở trên núi mà nó bóng sao cái viên đá nó cụp cụp vàng mấy cái trúng ngay cái xe van đang chạy. Bao nhiêu người chết ngắt. Tụi này phá làng phá xóm. Tụi này phá nơi kinh thừa, cho nên đánh cho nó chụp chết, cho nó cạnh nó cảm ứng. Cho nên từ đó ở núi Cấm Linh đó không dám nữa, không có làm trời làm đất nữa đó. Mà cái viên đá bự như vậy mà làm sao nó lăn làm sao, nó nhảy làm sao mà trúng ngay cái xe van đang chạy mới chết chứ, đâu phải xe van ngừng đâu. Nó đang chạy mà đang chạy xuống núi, nó chạy nhanh vậy mà cái viên đá nó chọi đúng ngay cốc cụp xung. Hay thật đó, mấy ông thần cũng là hay đó, ông chọi mà cái cụp dính. Nó thần thông diệu dụng như vậy đó, chúng ta không có ngờ đâu. Bởi vậy cho nên tin đi, đó là thần đó, chưa phải là Phật, chưa phải là Bồ Tát. Phật Bồ Tát đó, cầm cái trái đất đi chơi cũng còn được mà chúng ta không biết đó. Đang tai nạn mà nó tha thiết quá, thôi nhấc cái trái đất đi chỗ khác khỏi có tai nạn, rồi hết tai nạn là trả xuống. Nên chúng ta thần thông diệu dụng vô cùng. Chúng ta ở đây đó khổ như vậy, nghiệp chướng như vậy, Phật nó nâng lên cho về Tây Phương được không? Được. Ở trong những danh hiệu của chư ở trong Kinh A Di Đà đó, Ngài có Đại Mục Kiền Liên, ở trong đó là thần thông đệ nhất đó. Rồi có Xá Lợi Phất là trí tuệ viên mãn đó. 16 vị A-la-hán đều là biểu thị năng lực công đức tối thắng của người niệm Phật. Bây giờ chúng ta ráng niệm Phật đi. Niệm Phật nó vui lắm, hoan hỷ lắm. Trong đó cho mình tất cả năng lực, sức khỏe, biện tài, khỏe mạnh, thọ mạng mà không chịu lấy. Chi mà ra bù xa để mua thuốc bổ của đại hàng. Nó mới nhớ cái mấy cái đó chưa chắc là ngon bằng thuốc bổ của Phật đó. Phật là A Di Đà mà. Mình tôi không tin chứ không cảm ứng. Rồi quảng cáo Pulodan gì, Đan Đan gì đó. Toàn là ở trong đó là rong biển ở dưới nó vớt lên, nó rửa rồi nó sấy rồi nó cho vô bao rồi cho bán cho mình đó. Đâu có gì ngon đâu. Về Tây Phương được nước bát công đức thủy, nước cam lồ, uống vô là khỏe mạnh, là sống lâu, là trường thọ. Cái cam lồ đó là thuốc đó. Thuốc cam lồ là thuốc của trời chứ không phải của Tây Phương. Nhưng mà ở Tây Phương nó tối thắng quá, không biết đặt cái gì. Thôi nó biểu lấy cam lồ đi, tụi nó thích cam lồ lắm. Nó ham cam lồ á, cho nên nó đặt nó nước cam lồ, nước bát công đức thủy. Nhưng ở Tây Phương Cực Lạc nước ngon hơn. Còn nước này ô nhiễm lắm. Kể ra thì không dám uống nước, mà không dám uống nước thì chết. Cho nên kệ uống đại đi. Nó dơ lắm. Quý vị không nghe, nó cứ lượt lượt, nó lọc lọc. Rồi nó đang dự định làm sao lấy nước biển lọc, mà lấy nước biển lọc có tốn nhiên liệu quá, tốn năng lượng quá, nó chưa, mà lấy nước cống đó, lọc đó thì nó đỡ hơn. Nước biển nó mặn quá khó lọc, còn nước cống đó, nó dơ vậy đó mà lọc dễ đó. Cho mình toàn là uống nước cống không đó, thưa quý vị. Có chịu tin không? Mình là mấy chục triệu mà ở đây nó không có sông. Ở miền Bắc đó, Oregon gì đó thì nó có nước uống.
mà miền Nam mình đó có cống uống. Quý vị không tin đó thì hỏi cái ông Việt đó, ông làm điện đó, bữa ông Việt đó ông Việt á mà có mấy đứa em đó, đó đó, ổng làm ở cái công ty đó đó. Ở buổi á, ngày thường đó thì ổng làm ở cái điện, công ty điện lực, mà cuối tuần thì ổng làm thêm cho cái công ty á, lọc nước. Nước gì? Dạ nước cống đó thầy. Nó chứng minh cho lời tôi nói là đúng. Cho nên ở miền Bắc á, còn có nước uống, miền Nam thì tiêu đó. Miền Nam nóng quá. Cho nên thôi kệ nó, vừa uống vừa niệm Phật đi. Chứ lấy nước nào uống đâu đây. Còn cái này thôi đó. Mà cái việc không tin đó, đi ra mà miền Bắc đó, của châu Mỹ đó, thì uống nước ngon. Ở Canada rồi đó, nó tuyết xuống, ngọt. Còn ở đây á, nước sao mà nó mặn mặn, nó sao nó không có mùi. Mà nước kia nó lại ngọt đó. Tại vì nước đó mưa xuống, không có bị ô nhiễm. Cho nên nước đầy dẫy. Ở biển hồ, Ngũ Đại Hồ đó, tha hồ mà nước. Còn ở đây á, tha hồ mà thiếu. Có nước vậy mà cũng không có đó. Đến thời đó, nó mới á, ở hạn hán 5 năm. Mà 5 năm nữa hạn hán chắc mình tiêu quá. Nó mới có hạn hán 5 năm thôi. 5 năm ở Cali chưa có nước. Nó nước á, mưa thì có, mà mưa chút chút thôi. Cho, nhỏ cho nó một chút cho nó tỉnh lại thôi. Chứ không có mưa ào ào có hết đâu. Cho nên thấy thê thảm không? Thôi về Tây Phương đi. Về thương tha hồ bát công đức thủy nhiều lắm mà. Tha hồ tắm, tha hồ dùng, mà là ngọt nữa. Không có ô nhiễm, nước đó trong sáng. Nên nó Phật đó này, cái bát công đức thủy là nơi mình sanh ra đó. Đứa nào sanh ra ở nơi hoa sen cũng ở trong ao liên trì. Không có nó sanh ở đâu, ao liên trì, nước ngon ngọt. Công đức tối thắng, cho nên đứa nào ra cũng ngon lành hết trơn. Còn ở đây á, không tin đâu. Ra trong đó ô nhiễm rồi, mới ra cũng đã ô nhiễm rồi. Mà ở trong bụng có ô nhiễm không? Dạ thưa có. Ở giữa ruột non, ruột già, nó lủng một lỗ thì bao nhiêu phân nó chảy ra. Thì ở trong vậy nè, cái bụng nè, ở trong cái bụng nè. Mình ở trong đó thì ruột non, ruột già nó quay trong đó đó. Tưởng là ngon, không có ngon đâu. Nó mấy cái thành đó nó che, nhưng mà có cái gì đó thì cũng kẹt lắm đó. Kẹt không? Kẹt lắm. Cho nên nó ở trong cái ô nhiễm, cho nên sanh ra nó cũng ô nhiễm. Còn bây giờ mình Tây Phương cực đã, Phật nói thôi hóa sanh đi, không biết sanh cái nào. Từ đó từ pháp thân biến hóa ra thành tục. Nên ráng đi, ở đây không có ngon đâu. Tất cả là ô nhiễm. Chúng ta thả thọc, học ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu rồi. Ngũ ác là năm cái điều ác: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Cảm đến ngũ thống là đau nhất, run rẩy, là khó chịu, không chịu được. Đó là ngũ thống. Ngũ thống rồi chết đi thì hạ xuống ở trong tam ác đạo. Địa ngục thì ngũ thiêu. Mà còn cái những cái đạo kia cũng là thiêu đó. Quý vị thấy súc sanh đó nó bị thiêu sống đó. Con heo nó đang nhỏ xíu thì mấy tháng nó thọt cái cây vô rồi nó cho lên lò nó quay. Ăn có heo gọi là cái heo sữa ăn ngon. Ăn cứ con người ta mà nó đục cái cây vô rồi nó quay heo sữa. Trời ác quá ha, ác ha. Mai mốt nó quay mình lại thì đáng đời đó. Có đó. Cho nên nó thôi sợ rồi. Rồi nó đem cua tôm rồi cũng nó xào cũng rang, cũng nướng đủ thứ kiểu đủ thứ kiểu. Đến mai mốt mà nó cũng lấy mình nó rang thì tôi tiêu đó. Bà mẹ của bà La Môn Nữ chỉ có tội là chửi
và ăn cá trạch. Đó, nào là luộc, nào là hấp, nào là chiên, nào là rán, đủ thứ kiểu, bà ăn cả vạn con. Cho nên cái tội, chỉ có tội đó thôi, không có trộm cắp, không có tà dâm, chỉ là chửi bậy và ăn cá mà bị như vậy đó. Mình thấy năm tội của bà thì là cái tội của khẩu nghiệp chửi bậy, và cái tội của ăn cũng là khẩu nghiệp. Cho nên trong thập ác đó lấy năm hết rồi, cho nên từ đó cảm đến cái tội nghiệp. Dạ, mình có không? Dạ, có thầy. Con có, hồi xưa ở nhà con á, cũng làm mắm nữa. Miền Tây cũng làm mắm, miền Trung thì nước mắm, thì cũng làm đó. Ở nhà ngoại con cả hũ mắm, mắm lóc, mắm cái gì đó. Mà cái con lóc đó, con cá lóc đó, nó mở ra cái mười người nó ngon lắm thầy, nó màu đỏ luôn đó. Cái con lóc mà chờ, mà để trong hũ đó, mở ra ngon đó. Là làm cái mắm và rau đó, cho thịt ba rọi vô nữa, cho tôm vô nữa, ăn thì đã đời luôn. Thấy chưa? Bây giờ thôi sám hối, thôi ăn chay niệm Phật thôi. A Di Đà Phật. Nhớ nha, thôi đừng có chiều cái miệng mà là lãnh họa đó. Cái miệng nó nói mình cũng bị họa, mà cái miệng nó ăn mình cũng bị tội. Cái nó mà làm cái gì cũng tội. Bây giờ chuyển lại đi, bắt nó niệm Phật đi. Giờ ăn ít lại thôi, không cho ăn nữa. Ngày ăn hai bữa thôi, ăn chi chưa dữ. Ăn hai bữa đủ rồi, mà Phật là ăn một bữa, mình ngon hơn Phật, ăn hai bữa đủ rồi, chi mà phải ăn ba bữa nữa. ăn nhiều thì ra nhiều, phiền lắm à. Ăn nhiều á, nó có hơi, rồi đi trong chánh điện, đi kinh hành, xả hơi ra, vô lễ, vô tứ. Trong đó, điện Phật mà lại xả hơi ra, thì làm sao có công đức phúc báo. Nhớ nha, mình phải cung kính đó. Ăn rồi á, đi ra ngoài, vừa đi bộ, làm bộ đi bộ chứ đi xả hơi đó. Chứ mà không đi như vậy làm sao nó xả, đợi vô chánh điện xả à. A Di Đà Phật à. Cái đó là sự thật. Ấn Quang Đại Sư nói, ta không sợ là ăn nói bất lịch sự, ta không sợ mang tiếng đó, mà ta sợ chúng sanh bị tội. Cho nên khuyên chúng ta phải giữ thân tâm thanh tịnh đó. Ở trong chánh điện phải trang nghiêm thanh tịnh, đừng có xả hơi bậy bạ. Có sư cô đi đằng trước. Việt Nam đi đằng sau. Bà bị bệnh ruột, cho nên ăn cơm xong rồi đi. Nó cứ như vậy mà xả. Các sư cô chịu không nổi, đi ra chạy ra. Chạy. Ngọt quá. Cổ cứ đi đằng trước và cô xả. Bị bệnh ruột đó. Nó không phải vậy mà ruột nó vậy đó. Cho nên mình thật là bất lịch sự đó. Nên Phật nói, đừng có bậy bạ. Hãy kiếm chỗ nào thoáng thoáng, rồi mình làm mình mỉm mỉm cười cười, rồi xả hơi đó, không ai biết, gió nó bay đi. Cứ đừng để ở trong chánh điện, nhớ nha. Thì sau giờ ăn đó, thì chánh điện hình như nó có mùi đó. Mà hãy mà nó đói bụng thì không có mùi, mà mới ăn xong có mùi đó. Cái đó là sự thật. Tôi không có ngại những cái này. Thầy ăn nói sao phải lịch sự chút chứ. Lịch sự gì? Chứ Phật mà quý vị không có cung kính, làm sao có công đức đây à. Thì chịu khó đi ra ngoài đi. Mình phải tôn tính, tôn trọng Phật chứ. Mà đến mới ăn đó thì nó hơi nó dồn xuống, rồi ở trong nó không tiêu thì nó xả ra. Cứ như vậy thì Phật tử, Phật với Phật tử lãnh hết. Cho nên như vậy đó, phải ráng cố gắng mình giữ cho nó thanh tịnh, trang nghiêm. Thì ở trong nó cảnh giới, trong nó chánh điện sẽ trang nghiêm, thanh tịnh.
đó là công đức sẽ về mình trong đó. Là dùng cái tâm chí thành chí kính đối với Phật Bồ Tát. Ở trong đó chúng ta thấy ở bên đó, lúc xưa đó mà quan muốn lên bậc để mà đảnh lễ ông vua thì ông phải nín hơi và cầm áo nó cung kính lên từng bậc thân, từng bậc thang để cung kính với ông vua. Chúng ta Phật là Pháp Vương, là vua của Pháp, chúng ta phải cung kính như vua đó. Thì khi có cái tâm cung kính này, chả lẽ Phật đứng, con giảng sanh, con nằm sao? Bất lịch sự quá, không có cung kính. Dòng vua tới thăm cái bà hoàng hậu, những người đẹp trong đó, người đang bệnh muốn chết rồi, cũng gắng ngồi dậy, thấy hoàng thượng Giá Lâm cũng ngồi dậy, hoàng thượng mau mau, thôi thôi, thiếp nằm xuống đi. Như vậy mới nằm xuống đó, phải ngồi lại, lồi lên để mà tỏ thái độ đó. Bởi vì Phật tới tiếp dẫn đứng chứ không có ngồi, mà cái vị dám nằm chứ không có ngồi à. Cho nên từ đó chúng ta cố gắng mà tu, phải đứng, phải đi kinh hành để mà cúng dường cho Phật, chứ không có nằm ngửa nằm ngang như vậy đó. Cái tâm của mình cung kính nó khởi ra, tự nhiên năng lực nó thôi. Cho nên người đó đứng vãng sanh. Đứng vãng sanh thì nhất định phẩm vị cao đó. Cho nên đệ tử quy dạy chúng ta những điều này, ráng cố gắng mà áp dụng. Đó, Ngài Lý Bỉnh Nam chào khách, khách đi khuất rồi, lúc đó mới vô. Phật vẫn chắp tay đợi khách đi, khách thấy hay không thấy thì không biết, để khách khuất rồi Ngài mới đi. Thì chúng ta thấy Phật đứng chứ không có ngồi. Cho nên thờ đó Tây Phương Tam Thánh, ở bàn này thờ Địa Tạng, ở bàn kia thờ Quan Âm. Thì cái cô đạo tràng nói, thầy bây giờ sư phụ à, con thỉnh một vị Quan Âm với Địa Tạng về đây, thỉnh như thế nào? Hòa thượng cười cười nói, Phật đứng chả lẽ Bồ Tát ngồi hả? Là hiểu rồi, là lập tức đi thỉnh Quan Âm và Địa Tạng đứng. Có Địa Tạng đứng không? Đây Địa Tạng đứng. Có Quan Âm đứng không? Có Quan Âm đứng. Phật đứng, Bồ Tát không dám ngồi. Phật đứng mà Phật tử vãng sanh lại dám ngồi thì quá là vô lễ. Cho nên cái tâm mình tha thiết cung kính trong đó, bởi biểu hiệu tôn trọng, tự nhiên công đức phúc báo xuất hiện. Nhớ nha, hiểu không? Cái cách thờ cũng có lý, cũng có ý đó, chứ không có muốn làm gì thì làm đâu. Thì muốn thờ đó thì Phật đó ngồi thì tất cả ngồi được, đứng cũng được, ngồi cũng được. Nhưng mà Phật đứng rồi thì tất cả Bồ Tát cũng phải đứng. Mà đứng rồi Phật Bồ Tát đứng, mình chả lẽ ngồi? Dạ không, con không có ngồi, con nằm. Cho nên trong đó chúng ta biểu cái tâm cung kính, một phần thành kính đắc được một phần lợi ích, mười phần thành kính đắc được mười phần lợi ích, một phần thành kính đắc được vãng sanh rồi. Cho nên chúng ta thấy cung kính kính ư Phật giả thị vi đại thiện, thật sự phải tuyệt độ hồ nghi, phải cung kính tinh tấn trong đó. Phật dạy chúng ta cái tánh đức hiển lộ, cái tánh đức là lễ kính, cái tánh đức là tôn trọng, cái tính tánh là khiêm nhường. Đó là tánh đức của chúng ta. Mà ở trong đó cái tánh đức ở trong đó mà khởi lên huyền não, muốn này muốn nọ, là cái tánh đức của chúng sanh. Cho nên tánh đức của Phật là giác ngộ, là khiêm cung, là cung kính. Thầy phải chúng ta phải hiểu những cái này.
nghĩa là tánh đức của chúng ta xuất hiện. Tánh đức là giác ngộ, là trở về Phật tánh. Cho nên chư Phật, chư Bồ Tát đều cung kính, đều tha thiết, đều vì tất cả chúng sanh. Nên chúng ta thấy, phải học những cái tánh này, đó là tánh đức hiển hiện của chúng ta. Phật Phật, học theo Phật, làm theo Phật, hành như Phật và nguyện như Phật, thì nhất định của ta là con của Phật. Con của Phật ở ta bà. Nên là chúng ta học mà không áp dụng đó, học một đường mà làm một nẻo. Nguyện một cái, con nguyện được xe hơi. Phật nói trời ơi, đi về Tây Phương bay đi, đâu có cần xe hơi đâu. Ở Tây Phương đâu có xe đâu. Cứ đi đi á, đi 10 vạn ức Phật độ cúng dường, mà xe làm sao đi tới. Chưa đi tới nó lột dên rồi. Nó 10 vạn ức Phật độ, nhưng mà thấy quá xa. Bởi vậy phải có phân thân, phải biến hóa thân mới đi được. Nên thần thông tự tại, oai đức, uy thế tự. Đó, đó là năng lực, công đức của chính mình đó. Không phải ở đâu, không phải ở ngoài đâu, mà chính bổn thân của chúng ta. Nên đó, tin đi, tin đi. Về đó thay, trời ơi, tôi nghe ông đã quá, bây giờ bay, mình bay đi chơi nha. Đi thì đi chứ. Rồi đi đi trước hay đi sao? Dạ làm sao cũng được. Con bây giờ đi dèo luôn qua mặt thầy cũng được luôn. Đấy chưa? Cho nên á uy đức năng lực mà chúng ta đối xử với nhau là bình đẳng, đều là học sinh tốt của đức A Di Đà, của Tư Phụ. Quá hay là không có nào được bỏ rơi, bị bỏ rơi, bị ở trong đó nó dở quá Phật gian bằng bệnh, rồi đem những người nữa không có, đều bình đẳng đối xử với nhau. Tất cả đều hình tướng như nhau, hình tướng như Phật. Phật thấy tại những cái thế giới ta bà này, tụi nó ganh ghét, đua đòi nhau, tại vì xấu với đẹp. Nó đẹp, nó kiêu hãnh, nó ca ngợi, nó tăng thượng mạng. Mà nó xấu thì nó bi ai, khổ sở, nó không dám ra đường, đủ thứ. Hãy mà xấu, nó cũng có phiền não. Hãy mà đẹp, nó cũng có phiền não. Quý vị thấy nó phiền không? Nó bi ai cũng phiền lắm. Nó bị mặt cũng đẹp lắm, nhưng hơi sức môi. Cho nên sức môi không biết làm sao đây. Cho nên nó thấy nó không dám cười, nó mới tú đủ thứ chuyện. Còn ở Tây Phương biểu, hey, mình phải phá cái gì này, tất cả không có xấu, không có đẹp, thì tụi nó không có khởi lên vọng tưởng phiền não. Không có người đẹp hơn, không có người xấu quá, mà tất cả đều như nhau. Như vậy là quá hay đó. Ở trong Tây Phương Cực Lạc ráng mà học đi, 48 lời nguyện đó đều là tánh đức của mình, đều là tướng mạo của mình, đều là hoan hỷ của mình ở ngay trước mặt đó. Không gì đâu xa, Phật bày ra trước mặt. Nghe chứ con, hiểu chứ con, thấu chứ con, về chứ con. Dạ kỳ này nhất định về đó. Còn gì dạ kỳ này là kỳ nào nữa? Bây giờ đi, phải phát tâm bây giờ, phải nguyện ngay bây giờ. Làm sao phải tới thì con già rồi được không? Được sao không? Bà Lu Tố Thanh đó, bà cũng già đâu có trẻ như mình đâu. Bà bị tiểu đường mà cưa cái chân rồi đó. Cái chân bị cưa đó, bị đắp cái mền là không thấy, chứ bà cưa rồi đó. Vậy mà cũng đi lên với Phật để mà thành tựu, thành Bồ Tát. Quý vị thấy không? Đó, tất cả chúng sanh đều có năng lực, đều có đức trí, đều có tướng mạo giống như ta không khác. Chỉ vì vọng tưởng phân biệt chấp trước mà ra cái nỗi này nè. Cái nỗi nào? Tóc thì bạ, răng thì rụm, mặt thì nhăn, thân thể thì cong. Tôi thấy mà ghê á. Nó không có đứng thẳng đâu mà nó cong 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 đó. Khổ không? Ai mà muốn vậy, tại vì nó vậy đó thầy.
tại ở Tây Phương, ở Ta Bà nó như vậy đó, tại sao ở đây hoài? Ham mà sống lâu, sống lâu không có ngon đâu. Thầy hãy cổ trụ thế gian để cũng đội ơi chúng con, thôi mệt quá đi. Tôi có dịp tôi đi, đi liền. Tôi đi, đi liền, đi biểu diễn, ngắn lạnh. Ở đây nói hoài cũng nghe, biểu diễn cho đi. Nên ở trong đó ta thấy mình phải thấu được cái lẽ này. Cô Quách Hoài Trân, thưa quý vị, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với tôi, cùng sinh nhật, mình biết được là cũng là phe ta. Mà không biết đó, cổ đó là bác sĩ ung thư, mà cứ đi cà tàn chữa người ta, rồi cũng đi học Phật, cũng niệm Phật. Phật nói, trời ơi, nó cứ tà tà ở đây làm ba cái chuyện này, cho nó ung thư, cho nó chết. Cho nên chữa bị ung thư là cổ bị ung thư luôn. Của ung thư rồi thì sao? Buông xuống chữ con, bỏ xuống chữ con, còn đi lung tung nữa không? Buông xuống, niệm Phật để vãng sanh. Đó là sư tỷ tôi đó. Ở trên kia tôi còn ở đây nè. Sư tỷ ráng, ráng chiếu cố đại chút. Mình tôi biết được bà cô đó là sinh nhật với tôi đó. Cùng năm, cùng tháng, cùng ngày đó. Quách Hoài Trân mà là không có học Phật mà giảng ai cũng thích, thấy chưa? Cũng có tài, thấy chưa? Tôi không học mà giảng người ta cũng mê. Chả biết làm sao, tôi đâu có học đâu, học lý thuyết, học cái gì cũng không có, chỉ đi vô tu thôi. Đi vô tu thôi là ở trong đó rồi, ai cũng thấy hay hay, ai cũng mời, thấy chưa? Cũng hoan hỷ, mới mua chùa cũng biết thầy tới, tới đi thầy. Tới. Cho nên Bát Nhã mới toanh mà tôi cũng vô. Hồi xưa Phật Tổ mới toanh tôi cũng vô đó. Cho nên đó cái duyên gì vậy? Ai mà mới xây chùa mời tôi, hoan hỷ tới tiếp tiếp duyên. Xong rồi nó được rồi thì đi. Phật Tổ xong rồi nó thì mình đi, mình cứ bay không có chấp. Thầy Hòa Thượng Thiện Long mời đi, đi về đi, về về đi. Để từ từ đó, tôi đang bận. Để từ từ để mình làm giá một chút, thấy chưa? Chứ mà vậy không được. Cho nên thầy Thiện Long ấy, điện thoại hỏi thăm ngài, ngài cũng biểu trời ơi pháp sư anh để chùa nhà mà muốn về lúc nào cũng được mà, này đã ở được từ từ đi. Cho nên tôi còn bận, cho nên mình trông thấy mình cần phải có đạo, không cần có trường đâu. Đạo tràn, đạo đi trước, tràn thì sao? Tràn mà không có đạo tiêu đó. Mà đạo, có đạo mà không có tràn, Phật có gia hộ, mướn cũng được, mượn cũng được, làm sao cũng được, miễn có ở chỗ nó tu được rồi. Không lâu à. Chính phủ tới, hòa thượng lãnh. Tôi hoan hỷ vui vẻ cứ sử dụng, phải chưa? Rồi tuần sau đi Sacramento, nhà mới xây lớn lắm thầy, được tới. Mà tôi tới mà nhà cũ đừng tới, không tới, không có phương tiện cho Phật tử. Cho nên mình chọn lựa cái nào tốt thì mình lấy, cái nào không tốt hồi không tới đâu. Tự tại không nè, Phật dạy mà, đâu phải là tự mình tính đâu, Phật dạy đó. Cho nên Phật dạy nè, con có đạo đi. Tự ngài Lý Bình Nam nói, con có đạo thì muốn gì cũng được. Còn không có đạo trong đó, con thật là khổ đó, đi sinh đi đủ thứ, phiền lắm. Cho nên tự tại, bắt chước theo tổ, tổ là Lý Bình Nam. Rồi sư phụ là Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài có dạy mà cũng không có đạo tràng đó. Cứ ở nhờ không à. Mà ở nhờ đồ ngon không à. Cái chỗ nào mà nó ngon á, năm sau thì mới vô ở nhờ. Còn cái chỗ nào nó xấu quá thôi không thèm.
Cho nên là ở toàn là đồ ngon không à. Mà không có nhà đó, đi mướn hotel. Hotel ở 5 sao, ở suite chứ không ở phòng. Cho nên mình ngài có cái suite. Hãy mà đi xa đó thì mướn cái phòng lớn, cái suite. Ở trong thì ngủ, ở ngoài thì tiếp khách. Để cho mà nó thanh thả, nó nhẹ nhàng, nó êm ả. Tiền thì Phật tử trả. Cho nên nó tự tại. Mà hòa thượng nó cúng dường nó bạc triệu, mà trong túi không có tiền. Hay như vậy đó, muốn gì được đó. Tự nhiên cô công chúa Thái Lan muốn xây cái nhà thương cho các vị tăng ở. Nên hụt cái ngân khoản, hụt cái nhiêu. Dạ, thiếu 2 triệu hòa thượng. Vậy hả? Thôi để tôi lo cho 2 triệu. Về ra rồi cái hỏi ngài ngụ đạo sư huynh đó. Ê, trong băng có tiền không? Dạ, 2 triệu không có đâu hòa thượng. Thôi kệ nó, đừng đi, từ từ đi. Rồi nó tới. Qua mấy ngày sau có người gửi cái chết ra 2 triệu. Hòa thượng nói đừng có ký tên tôi, ký tên cho công chúa đó, ký thẳng vô công chúa rồi xong, giải quyết vấn đề. Cho nên cái đó, tâm tưởng sự thành, hoan hỷ vui vẻ, mình vì đạo chứ không vì tràng. Không phải tràng đạo đâu mà đạo tràng đó. Đạo trước tràng sau đó. Nhớ nha, học có Phật đó, Phật không có chùa, không có tự viện, không có gì hết. Mà cấp cô độc cúng dường, rồi thái tử kỳ đà cũng cúng dường, ai cũng cúng dường, rồi đại thần cũng cúng dường, rồi chư hầu vua cũng cúng dường cũng đi. Ta được, ta tới, ta gieo duyên, được 3 tháng, 6 tháng, mấy năm, ta giảng xong rồi ta lại đi, ta cùng với tất cả Phật tử ra đi. Đi đâu? Đi giải thoát, đi xuống tận hư không pháp giới này. Không có ở trong quanh quẩn ở trái đất này. Trái đất này, nguyên cả trái đất cũng là dở. Ngay còn nói chi là Ấn Độ, một cái chỗ đó không có tới đâu đâu. Còn chúng ta chấp Cali, ly đâu giờ nóng thấy bà đó. Mà nó nóng lên cái đó là nó đang chuyển đổi khí hậu, climate change, khí hậu đổi là mình tiêu đó. Ở bên phía Tây thì biển, ở trong nó thì nóng, cho nên nó không biết là sao. Dưới nước đó hết nước rồi, nước ở ngầm nó cũng hết nước rồi, đi đâu? Đi lên trời, trời cũng chết, thôi về Tây Phương đi, dễ hơn, nhớ nha. Chịu khó đi. niệm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc đi. Đừng có ham ở đây. Ở đây thật sự là nói ở trong đó quán tâm vô thường, quán thọ thì khổ, quán thân bất tịnh. Tất cả quán, bốn những cái quán đó đều dạy chúng ta đừng nên con, đừng có nên. Phải tu, phải tứ niệm xứ, phải nghĩ. Rồi tu tứ chánh cần, phải bỏ ác làm thiện. Rồi tứ như ý túc là buông xả. Thì con sẽ về được Tây Phương để mà tu ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Ở đây con tu tứ niệm xứ, tứ chánh cần và tứ như ý túc được rồi. Về Tây Phương mới là chánh cần. Chánh ở trong đó ngũ căn ngũ lực. Tu phải có căn. Tâm này là Phật, nhất định phải niệm Phật, nhất định để thành Phật. Cho nên ở Tây Phương Cực Lạc tất cả Bồ Tát đều niệm Phật đó. Cái vị niệm sơ sơ về đó nó không có hợp đâu. Không hợp. Ủa sao lại niệm cái gì kỳ vậy? Ở đây người ta A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không à. Cô niệm cái gì vậy? Cho nên nó đều là diệu âm Như Lai.
dùng âm thanh vi diệu này để mà giác ngộ chính mình và phổ độ nhất thiết chúng sanh, cũng cái phương pháp này đó. Di Lặc Bồ Tát 567 triệu năm sẽ ở cội Long Hoa thành Phật đó, cũng giảng pháp môn tịnh độ. Ngài là đương cơ ở trong pháp hội này, ở những cái phẩm cuối. Và sau Ngài sẽ lãnh giáo của Phật Bổn Sư, Phật của Đức Phật A-di-đà và chư Phật, để mà thành Phật ở cõi này. Cõi này có 1005 vị Phật sẽ thành Phật. Vị cuối cùng là Vi Đà Tôn Giả. Vị cầm á, chúng ta thấy vị Bồ Tát cầm kiếm, đó là Vi Đà Tôn Giả. Ngài phát nguyện sẽ hộ trì, sẽ giữ cho Phật Pháp, cho những vị Phật, rồi cuối cùng Ngài mới thành Phật. Cho nên Ngài là thành Phật cuối cùng, Vi Đà Bồ Tát. Cho nên chúng ta thấy được Ngài là hộ Pháp đó. Đứa nào không nghe đó, kiếm đó, quánh cho nó ta chết. Không phải là không từ bi đâu, mà nó giữ tụi nó mới nghe. Còn hiền quá, nó không nghe được đâu. Cho nên phải lấy roi, tụi nó mới nghe. Cho nên nó Quan Thế Âm Bồ Tát là Ngài tiêu diện ở trong đó. Ngài trong đó, Ngài phải phun lửa, phải lè lưỡi, phải mọc sừng lên, tụi nó mới nghe đó. Nó là từ bi đó. Muốn thân gì được độ, ta hiện thân đó vì người đó thuyết pháp. Muốn phụ nữ, ta hiện phụ nữ. Muốn tể tướng, ta miệng tể tướng. Nếu muốn hiện quỷ, ta hiện quỷ. Miễn làm sao độ cho tụi bay thôi. Cho nên đại từ đại bi đó. Ngài đã được thờ ở trong chùa, ở ngay trước cổng. Đứa nào vô lén phén mà khó đó là lìa. Cầm cờ phất, đánh cho nó quánh đi, quánh. Sợ quá, thầy ta yên lại, yên lặng như thỏ gì đó. Mà ra ngoài thì nó giữ như cọp. Cho nên nó Phật Bồ Tát phải hiện thân, tụi nó mới chừa. Nên tụi chúng ta thấy là hiền đi, dễ thương đi, dễ dạy đi. Thì Quan Thế Âm cầm bình dương liễu để mà nhỏ cam lộ, mà giữ đó thì cũng là Ngài mà hiện ra tiêu diện đó. Cầm cờ lè lưỡi, nhe răng trong đó, có nanh nữa, chết đó. Tại sao? Tại mình muốn mà ha. Nên phải hiện cái tướng đó, mình hiền đó thì Phật đó, Bồ Tát lại hiện ra tướng lành tốt. Mà thấy Ngài các vị tiếp dẫn A Di Đà Phật toàn là áo lụa, lụa là tốt đẹp đó, mà người nào cũng đẹp đó, bình đẳng như nhau, vì họ là cùng tu niệm Phật cho nên tướng mạo nó giống như nhau. Còn A La Hán, thập bát A La Hán tướng mạo khác nhau đó. 18 vị, người thì có u, người thì phanh bụng ra, người thì đưa ngực ra, đủ trò đủ chuyện. Thì sao? Vì họ tu khác nhau, mỗi người một hạnh đó. Còn ở đây mình chỉ có một hạnh thôi, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Đây, cái hạnh của mình đó, nhớ nha. Vỗ tay rồi không phải vỗ lấy lệ đâu. Tôi để ý cái vị đó ra mà nó bỏ vỗ tay, nó đi ta bà là tiêu đó. Cho nên mình phải giữ luôn luôn tâm tâm niệm Phật thì cảnh giới Tây Phương sẽ xuất hiện. Phật A Di Đà sẽ tới vỗ đầu của mình, giỏi con, đi về với ta. Vậy là đỡ, xong rồi đó, xong rồi. Hết bệnh, hết khổ, hết gì cả. Tiền bạc thì tha hồ muốn xài gì cứ xài đi. Nè, thẻ nè con. Con cứ rút đi, xài tới nơi luôn, không sao. Phật không có lũng băng đâu, không sao. Cứ cho nó xài, muốn xài thì xài. Vì đó phúc báo vô lượng rồi. Còn ở đây, sao Phật kiết quá, con nghèo quá mà nó lạy hoài, Ngài không cho. Thì ôi, cho con làm á. Con hư con lại ở đây không chịu đi nữa.
cho nên nó cầu hoài mà không cho. Không cho. Đức Phật đó, bổn sư cũng không cho. Đức Phật bổn sư đó, là trong đó phúc phước huệ đầy đủ. Vậy mà sao mà thấy Thế Phật có gì đó, đem cầm bình bát đi đó, khất thực mà phước báo chỗ nào ạ? Phước báo đó vẫn giảng pháp, thuyết pháp cho chúng sanh để mà bỏ ác, để mà bỏ dở, bỏ cái ngũ trược này mà con về Tây Phương đi. Ngài là Thái tử, vậy mà biểu diễn đó. Ngài là cao quý, vẫn biểu diễn buông xả tất cả. Thế thấy Thái tử cũng bỏ, vàng ngọc cũng bỏ, tất cả Ngài bỏ. Cuối cùng chỉ còn ba y, một bình bát. Đâu có cái gì á, là xá lợi đốt ra rồi, cả hộp xá lợi đó lại chia ra hai nước. Nè, hai nước, nước này nữa, nước kia nữa. Dạ còn chúng con đi về đi, ở đây lấy xá lợi làm chi? Cho nên không chia cho đệ tử đó. Quý vị thấy không, trong đó truyền ký đó, có cho đệ tử không? À, không có. Sao kỳ quá vậy, đệ tử ruột mà không cho, con ở đây giữ xá lợi làm chi? Quý vị ở đây giữ xá lợi có ăn thua gì đâu, có giá ngộ không? Giá lợi thì nó hay, thì hay thiệt, nhưng mà nó không cứu mình được đó. Nó chỉ làm cho mình có niềm tin thôi. Mà tin hay không, thanh tu hay không là do chính mình. Cho nên ráng, đừng có mong xá lợi. Đi về Tây Phương, thân mình là xả lợi rồi, còn lo gì để mấy cục nữa. Cho nên các tổ đó không mong người xả lợi, mà các ngài có đầy đủ xá lợi đó. Nên chúng ta ráng cố gắng y giáo phụng hành. Thành tựu hay không là do chính quý vị đó. Chúng ta có cảm thì Phật sẽ ứng. Bảo cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Tin tưởng đi. Đó là sự thiệt đó. Từ đó bao nhiêu đời là có tổ sư ra đời thành tựu rồi, bảo đảm cho là cái thấy, cái nhìn, cái tin của chúng ta có căn bản, chứ không phải đặt bừa nói bậy đâu. Đó nha, không phải đặt bừa đâu. Mà sự cảm ứng cũng có rồi, mà cảm ứng không rõ ràng, ngày nào cũng cho nó thấy Phật Bồ Tát, nó ra nó khoe, nó hết dạng sanh luôn. Cho nên nó không cho nó thấy, cho nó nhá nhá một chút. Rồi, hình như có, tốt, nó ráng mà tu. Phật Bồ Tát á, thông minh trí tuệ, không phải lơ đãng như mình đâu. Cho một chút đi, con thấy con nhất định tu, thấy rồi cũng bỏ đó. Nhiều người thấy như cảnh giới, rồi cuối cùng thì Phật ơi, ở đời cũng còn ngon lắm. Thôi á, để khi già con mới tu nha, bây giờ còn trẻ quá, con còn trẻ bỏ đi uổng quá. Nên Phật, ta biết rồi, thôi con cứ đi theo con đường con đi, khi nào mà nó sụp rồi, nó đổ rồi, nó tê tái rồi, thì con quay lại ta vẫn chờ. Đó là từ bi đó. Không có oán trách, không có than thở, không có gì, mà vẫn chờ, vẫn đợi. Ở trong đó ta vẫn chờ, ta có vô lượng kiếp, ta có thọ mạng quá nhiều, con đi như thế nào ta vẫn chờ, ta thọ mạng của ta vô lượng kiếp. Cho nên đến khi nào con quay lại ta sẽ tới. Đợi chi quý vị? Phật thì tự tại, mình ở trong vô lượng kiếp đó thì thê thảm đó, tê tái đó. Mà tị nạn không phải như mấy chục năm trước đâu. Giờ tị nạn đó, gì á, chìm đó nó cũng không vớt, nó không cứu nữa. Đói, lạnh, kệ tụi bay. Đem tụi bay nó trà trộn khủng bố vô đây chết tàu nữa. Cho nên bây giờ nó sợ, nó lỡ hứa rồi thì nó mới lựa cho vô. Còn trong đó đức đó 1 triệu người vô rồi, bây giờ nó bao nhiêu tụi nó nổi loạn, thì đức nó cũng khủng bố, nó sợ quá. Rồi ở Canada đó, Canada nó nhận lỡ cái ông
ông đó, trẻ trẻ đó nhận vô trời tụi biểu tình để đừng có nhận vô, tụi này vô nó phá mình chết, tụi nó cứ sát ha, nó sát súng ra nó bắn mình tiêu đó. Mình đâu phải hiền như Việt Nam ngày xưa đâu. Việt Nam ngày xưa người ta mời, người ta cất lều, cất trại cho ở, rồi cho cơm, cho nước đầy đủ. Còn bây giờ thì thôi chết tụi bay đáng chịu đi. Đem vô đó là nước. Cho nên tình cảnh khác đó. Mình cũng có được ân đức, rồi tổ tiên gia trì. Cho nên nó dòng giống lạc hồng, lại cả triệu người đi ra ngoài để mà về sau cứu nước. Mình sẽ cứu nước gì? Về Tây Phương quay trở lại cứu. Nó bảo đảm hơn. Cho nên thấy tụi có năng lực, thấy tụi nó có cơ hội, Phật Bồ Tát mới gia trì đó. Còn ở lại bên Trung Đông đó, tụi bay chết láng chịu. Con nít nó sát nổi ở trên biển cũng vậy, tụi nó vẫn vô tâm, vẫn không để ý đẻ ngoài. Nên sợ quá rồi, tụi hồi qua, giáo nó qua rồi, nó biểu tình, nó biểu nước này của nó làm gì cũng được, rồi tiêu đó. Nó kêu vô rồi, nó biểu nước này của nó. Cho nên nó tự cứ thấy đợi trâu bịt mặt là sợ rồi. Nên mình không có râu, nó đỡ, còn râu quá trời. Ở trong đó râu nó ớn luôn, rồi đó là bịt mặt nữa thì thấy dễ sợ. Mà ở dưới cái trong cái mặt đó nó có cái gì đâu có biết đâu. Cho nên nó toàn là thấy những cái đó, cho nên người ta khủng bố. Cho nên chúng ta thấy không phải nghi kỵ, không phải nghi ngờ gì. Nhưng mà cái tánh chất như vậy, đeo á, mỗi người đeo một cái chìa khóa chết thường. Từ thiêu á, bom nổ cũng được, có chìa khóa rồi. Mình chết thì á, có chìa khóa mở cửa thiên đường mà vô A Di Đà Phật à. Đó là những cái tính á, cuồng tính trong đó. Mà may quá chúng ta là thâm tính, chân tính, cho nên dễ dàng. Còn người ta cuồng tính, người đứa nào đi đó cũng đeo cái chìa khóa. Có chết thì có chìa khóa đó mở cổng đi. Rồi ông có râu đó, ông cứ lên đài, ông truyền đạo. Trong đó là kêu gọi chiến tranh, kêu gọi giết chóc. Nên thấy mình may quá đó. Cũng còn đỡ, nhưng mà nó từ từ tiếng thì thôi đi về Tây Phương đi. Toàn là Bồ Tát, toàn là Phật trong đó không. Người ta từ bi, hoan hỷ, vui vẻ. Còn ở đây nó thấy mày cái tụi này Á Châu kìa. Nhìn bây giờ nó ghét lây rồi đó. Bây giờ ghét lây rồi đó. Tụi này bây giờ đó, ở Âu Châu cũng vậy, mà ở Mỹ Châu cũng vậy. Tụi nó đi xe không à. Còn tụi mình đi bộ, đi xe bớt không à. Nó bắt đầu ghét rồi đó, ghét rồi đó. Mấy chục năm giờ ghét rồi. Tụi nó đi xe có lỗ, có khoen tai. Còn mình đi xe bớt, cũng xe cái bự quá, 50 người trở lên. Quý vị thấy không? Tức lắm đó, bực lắm đó. Ở bên Tiệp Khắc đó, ở Đức gần Đức đó, sáng ra đứng xếp hàng chờ xe bớt tới. Còn mình đó thì phon phon lái xe vui kỳ đi. Cho nên đó, người ta không ức sao được. Đi xe mới toanh, còn nó đi xe bớt. Ai mà thích như vậy đâu. Ủa cái này nước của tôi mà. Nước tụi bây ai biết tụi bây dở dáng chịu làm chi. Cho nên đó, tôi ghét. Cái niềm nó ghét. Ở bên Cali này thì ai cũng bình đẳng có xe. Chứ bên Âu Châu đó không có xe. Mà Việt Nam lại đặc biệt có xe. Hay vậy đó. Đặc biệt là Việt Nam là có xe. Đi cái chỗ nào cũng có xe. Mà tụi nó đi cái chỗ nào cũng đi xe bớt đó. Cho nên nó ai biểu tụi bây dở quá làm chi, không chịu làm ăn chi. Ai biểu tụi bây không chịu niệm Phật, không chịu cung kính sao. Giờ nó bắt đầu qua
phải đi niệm Phật. Có nó phúc báo mà, có tu thì có hưởng mà. Mà nhưng mà đừng có vậy, đừng có giống như Indonesia. Ở Indonesia là thổ dân cả 100 triệu người khổ sở, mà chỉ có Hoa Kiều là sướng. Hoa Kiều sướng. Ở Bắc á, nè, ở nhà có ba người làm là người Indo. Ê, đưa cơm, đưa nước lên phải quỳ nha. Phải quỳ xuống dâng lên. Cho nên tụi nó giận, nó phiền. Mà nó giận quá mới mời hòa thượng đi ra giải quy, đi ra trụ nó từ bi, đừng có phá, đừng có loạn. Vì sống như vậy đó. Bụng thì bự mà bắt người ta phải quỳ xuống. Ở Thái Lan cũng vậy. Đi qua lính người ở Thái Lan khổ sở gác ở cổng đó, thì xe quay kỳ ra phải đứng dậy cầm súng chào. Ở trên xe quay kỳ đó toàn là người Trung, Trung Hoa không. Cánh cửa là bằng rạc vàng, toàn bằng vàng. Cánh cửa nhà đó toàn bằng vàng. Giàu như vậy đó. Xe cười á, xe quê kỳ đi bóng loáng. Cho nên nó ức trong này. Ức nó lâu quá rồi nó bùng nổ thành loạn. Đúng không? Không có bình đẳng. Mình thì đỡ hơn. Còn người thợ đó ở bên Thái đó, ở trong cái lều lụp sụp để xây những cái building cao chót ngót. Mà mình không được hưởng đó, mình phải ở nhà lụp sụp. Bất công á, thì đốc bất công gì? Nhân quả báo ứng tơ hào không sai mà. Người ta biết cúng dường, người ta tôn trọng, người ta thì được hưởng. Còn mình biết phá thì ráng mà chịu đó. Thì nhân quả bình đẳng, mà bất bình đẳng này thì nó nổi loạn. Nổi loạn thì ráng chịu, thôi đi về Tây Phương đi. Về Tây Phương. Ở đây gì đó, động đất cũng chết. Mà núi lửa cũng chết. Núi lửa có không? Dạ thưa có. Ở đâu? Ở cái núi Yellowstone là cái cục đá hoàng cung đó. Mà nó nổi lên một cái là tiêu cả Tây Phương, cả Cali đó. Cái đó nếu lượng lớn đó, nó đang ngủ. Mà nó thức dậy là tiêu đó. Mình cũng sống trên núi lửa. Cũng sống đâu có sao đâu thầy, lâu lâu động đất chơi cái thôi. Mà nó bất bình đẳng quá, nó động nhiều quá thì cũng tiêu đó. Nên ráng cố gắng ở Tây Phương, không có nghe động đất. Ở Tây Phương không có nghe thủy tai, ở Tây Phương không có nghe hỏa hoạn, không có những cái này. Ở đây hỏa hoạn có không? Dạ thưa có, mỗi năm đều có. Năm nào không có là may lắm đó. Thấy nước ở trên miền Bắc mà nó không có, tuyết không có là báo hiệu năm nay sẽ có đại quả rồi đó. Nó tiên đoán sẽ cháy bao nhiêu rõ ràng. Hãy mà thấy mà trời bớt mưa mà trên miền Bắc nó không có tuyết là báo động là ở đây là khô. Mà gió khô tới là nó thổi tới nơi luôn đó. Năm vừa rồi đó, nó không phải cháy rừng mà nó cháy nhà luôn. Cả mấy trăm căn nhà tiêu đó. Chữa không kịp, máy bay cũng chữa không nổi luôn. Con ở đây ráng chịu nha con. Nó sợ quá rồi, con đi đâu? Về Tây Phương đi. Về Tây Phương á, Phật sẽ tưới cam lồ xuống, mát. Nó lạnh trong đó, đâu có nóng, đâu có bỏng đâu, đâu có ướt đâu. Tới giờ ông nói đi. Dạ.